Xin chào các em, bây giờ cô sẽ dẫn các em giải bài 78 ở trong trang 40 sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2. Đề bài: căn cứ vào tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân số nguyên, ta có thể suy ra tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân phân số. Ví dụ, tính chất giao hoán của phép nhân phân số A phần B nhân C phần D sẽ bằng A nhân C phần B nhân D, bằng C nhân A phần D nhân B và bằng C phần D nhân A phần B. Bằng cách tương tự, em hãy suy ra tính chất kết hợp của phép nhân phân số từ tính chất kết hợp của phép nhân số nguyên. Vậy, chúng ta có tính chất kết hợp của phép nhân số nguyên như sau. Ta có tính chất kết hợp của phép nhân số nguyên A nhân với B nhân C sẽ bằng A nhân B nhân C. Như vậy, từ tính chất kết hợp của phép nhân số nguyên, chúng ta sẽ suy ra tính chất kết hợp của phép nhân phân số. Suy ra tính chất kết hợp của phép nhân phân số. Chúng ta sẽ có A phần B nhân C phần D nhân P phần Q Vậy, chúng ta sẽ có như sau. A phần B nhân với C phần D sẽ bằng A nhân C nhân với P. Bởi vì nhân phân số thì chúng ta sẽ nhân tử với tử và mẫu nhân với mẫu thì sẽ bằng B nhân D nhân với Q. A nhân C nhân với P thì dựa vào tính chất kết hợp của phép nhân số nguyên thì chúng ta sẽ đổi thành A nhân C nhân P phần B nhân D nhân Q bằng A phần B nhân mở ngoặc C phần D nhân với P phần Q. Như vậy, chúng ta đã có tính chất kết hợp của phép nhân phân số.